Xin chào các bạn, mình đang có mặt ở công viên Thống Nhất. Thì mình ra đây hôm nay mình quay một cảnh ở công viên rất là rộng rãi và đẹp cho các bạn cùng xem nhé. Thì mình nói qua về cái công viên này, tức là công viên Thống Nhất thì có diện tích ở trên 50 hecta, nằm trên các tuyến phố Lê Duẩn, Trần Nhân Tông và Đại Cổ Việt, Nguyễn Đình Chiểu. Thì được các cụ Cao Liên cho biết là khu vực này trước đây vốn là một vùng đầm hồ và bãi rác tứ phía và các làng cổ. Đến năm 1958, Hà Nội quyết định xây dựng nơi đây thành công viên để làm chốn vui chơi giải trí cho người dân thủ đô. Thì được hàng ngàn sinh viên và người dân đã đóng góp công sức ngày và đêm lao động miệt mài xây lên công viên với hai hồ nước lớn là hai hòn đảo nhỏ. Năm 1960, công viên bắt đầu đón khách nhân dịp ngày Bác kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng trồng cây từ ngày mùng 6 tháng Giêng đến mùng 6 tháng 2 chào mừng ngày thành lập Đảng. Ngày 11 tháng Giêng năm ấy, Bác Hồ đã tự tay trồng cây đa trong công viên. Và ngày 30 tháng 5 năm 1961, công viên chính thức thành lập và mang tên là Công viên Thống Nhất với niềm hy vọng sớm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đến nay, nơi đây vẫn còn lưu lại những cây đa mà do chính tay Bác Hồ trồng. Rất nhiều vị lãnh đạo của Việt Nam và các một số nước trên thế giới đã từng đến đây để trồng cây lưu niệm. Đó là những dấu ấn lịch sử của một thời của Hà Nội hào hùng. Và giờ thì mình mời các bạn nghe nhạc và ngắm cảnh hồ xung quanh đây nhé.